Xong nhà xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác một cái chiếc bàn là Toshiba cực đẹp luôn này, như mới tinh nhé. Chiếc này là bàn là không dây hơi nước, các bác nhìn có cả hộp này. Đấy. Cực mới luôn, một con bàn là không dây hơi nước. Chất bàn là như mới. Đẹp miễn bàn luôn ạ. Riêng về hàng Nhật thì độ đẹp, độ VIP của nó thì khỏi phải bàn các bác nhé. Trên bàn là có 3 số các bác này. 1, 2, 3 số. Đấy. Mặt bàn là như mới tinh các bác nhé, như mới luôn, nhọn đầu trên, nhọn đầu dưới, hai đầu luôn, hệ thống phun nước cực tuyệt vời, phun để các bác xem nhé, hệ thống phun nước như hỏa mù luôn. Đấy. Các bác dùng những bộ quần áo đắt tiền, các bác là như cái này thì yên tâm, không bao lo quần áo của mình bị xám nhiệt nhé, kinh luôn. Đấy, đây, tắt vào, khủng khiếp luôn. Mặt bàn là như mới này các bạn ơi. Đấy, bàn là không dây hơi nước của Nhật là rất là tiện các bạn, không bị vướng víu dây nhá. Mà đặc biệt là khi các bác dùng cái bàn là này này, nó có cái ưu điểm là các bác dùng ấy, mình chẳng may có để quên thì nó cũng cái trường hợp mà cháy quần áo nó cũng rất ít khi bị. Đấy, vì là khi mình để ra ngoài này thì cái nhiệt, hai cái chỗ tiếp xúc này nó không được cung cấp điện nữa thì cái nhiệt nó sẽ giảm dần. Đấy, trong cái thời gian mà các bác lật quần áo thì các bác đặt vào đây cái thì nó chỉ khoảng 3 đến 5 giây thôi là nó đã nóng ngay rồi. Đấy, trên là người Nhật họ thiết kế cực thông minh luôn. Đây là cái bình để lấy nước các bác nhá. Các bác bấm cái nút này là các bác lôi được ra đây. Chốt cực mới luôn. Chiếc này em bán là 1 triệu 2 nhá. Điện 100V, các bác lưu ý điện 100V nhá. Cực đẹp luôn. Hãng Toshiba. Đẹp khỏi bàn. Chào các bác.